Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt, tập 36, Sợi Bắc Ma Thuật. Rạc rạc. Ngày mai là đại lễ âm Tiêu Dương Thái rồi, vui quá. Nhanh tay lên sư cụ ra đó. Tránh ra, tránh ra. Bạch. Hừ, đi đứng gì như ăn cướp thế. Hè hè, tao đã bảo tránh ra, ai bảo cứ đứng trơ ra đó. Hừ, cái đồ đáng ghét. Mình mách với sư cụ đuổi hắn cho rồi. Hừ, tưởng ông mày khoái ở đây lắm hả? Cứ tưởng đi tù để được an nhàn, ai ngờ lại bị bắt làm lượng cực khổ thế này. Biết thế mà đi bụi quách cho xong. Ai đời mình ốm yếu ẻo lả như thế này, lại bắt mình gánh hai thùng nước to tổ chán. Anh Tiểu Càng, tránh ra cho em qua với. Hả? Trời, cái thằng nhóc tiểu thị này khỏe gớm nhỉ. Ào, anh Tiểu Càng đã xong việc chưa? Hừ, tao xong hay không thì liên quan gì tới mày. Em chỉ sợ sư cụ trách phạt anh thôi mà. Hè hè, Tiểu Càng này không cần ai dạy đời đâu nhé. Mày đừng tưởng được sư cụ cưng thì muốn nói gì thì nói. Sao anh lại nói thế? Thôi em đi bổ củi đây. Ồ, mình cũng phải còn mớ củi phải chẻ nữa. Phù, mệt quá, muốn rụng tay luôn rồi. Sư cụ thấy đống củi này chắc nể mình lắm, xem thằng tiểu tỵ làm ăn thế nào. Cạch. Trời. Sao, sao lúc nào mày cũng làm giỏi hơn tao thế? Anh cứ cố gắng lên, rồi sẽ quen thôi mà. Tao không cần. Mày đừng có lúc nào cũng tỏ ra tài khôn hơn tao nhé. Mày định lấy lòng sư cụ chứ gì? Rồi có ngày tao sẽ cho mày biết tay. Này, làm gì thế? Hả? Không được bắt nạt tiểu tỷ. Ha ha, chúng mày định ý đồng hiếp yếu à? Ông mày chả sợ đâu nhé. Bụp. Có giỏi thì xông lên đây nào. Bỏ tiểu tỷ ra. Chết này. Véo. Cốt. Trời. Sư cụ. Tại sao không lo làm việc, tối ngày cứ gây sự thế hả? Bẩm sư cụ, con. Hừ, ngày mai đã là đại lễ âm Tiêu Dương Thái, các Phật tử sẽ lên chùa rất đông. Các con không nhanh tay thì làm sao kịp chứ? Xin lỗi sư cụ, chúng con xin làm ngay ạ. Các con hãy vào dọn dẹp trong nội điện đi. Tiểu tỵ, theo ta vào đây. Cái gì mà bí mật thế nhỉ? Con hãy xem này. Ô, đẹp quá. Đây là pho tượng Phật bằng vàng ròng do Hoàng thượng ban tặng cho chùa ta trong một lần ghé thăm. Lâu nay được ta giữ gìn cẩn thận. Ngày mai ta sẽ giới thiệu cho khách thập phương cùng thưởng ngoạn. Vậy con hãy lau chùi chỗ này cho sạch sẽ. Vâng ạ, nhớ phải trông coi cẩn thận đấy. Xin thầy cứ yên tâm. Hừ, sao cái lão sư cụ này cưng thằng tiểu tỵ thế nhỉ? Hẳn là lão ghét mình nhất. Dù sao thì đây cũng không phải là chỗ của mình. Hay là mình làm một vố rồi biến khỏi chùa cho rồi. Pho tượng vàng lúc nãy chắc là có giá lắm. Có nó thì khỏi phải làm lụng vất vả. Ha ha. He he, đêm nay đợi lúc thằng tiểu tỵ ra ngoài, mình sẽ ra tay. Ồ, nó ra ngồi rồi. Ha ha, đây rồi. Chết, thằng tiểu tỵ quay lại. Ồ, đêm nay nó ngủ ở đây. Bây giờ mình không thể ra ngoài ngay được. Nếu chúng bảo quan phủ truy bắt thì nguy. Cứ cháu tạm ở chỗ này vậy, đợi ít lâu nữa ta sẽ tính. A Di Đà Phật, mời các thí chủ ạ. À. Hừ, phải cố đừng để ai nghi ngờ. Bình, ói, anh Tiểu Càng. Mày đi đứng thế hả? Ờ, chính anh va vào em cơ mà. Mày đừng láo, hôm nay mày tới số rồi. Ở đây không có ai bên mày đâu, ông sẽ cho mày một trận. Á! À. Đứng lại, bụp, mày chạy không thoát đâu.
chết này. Cút. Hả? Thằng nào chọi tao vậy? He he, tao chỉ muốn ném thằng tiểu tị thôi. Anh cả mèo có sao không? Ha ha, tóm được mày rồi nhé. Dừng tay. Hả? Bỏ tiểu tị xuống. Anh đừng có ý lớn mà ăn hiếp nhỏ đấy. Chúng mày, anh mà đụng đến tiểu tị thì bọn này không tha cho anh đâu. Chà, tụi nó đông quá. Ha ha, không đánh thì thôi, làm gì dữ thế. Hừ, rồi chúng mày sẽ biết tay ông. Tiểu tị, bạn có làm sao không? Anh ấy cứ hay bắt nạt mình thế đấy. Đừng lo, đã có chúng mình đây, tụi mình sẽ mách sư cụ giúp cho. Chúng mình có một chút hoa quả cúng chùa nè. Nhanh lên đi dàn béo, chậm chạp quá. Ha ha, cơ hội trả thù tới rồi. Đi lối này. Ái chà, khói nhất là lúc được ăn tiệc chay miễn phí. Tiêu thằng mập này rồi, ước gì được nếm món gì đó ngay bây giờ nhỉ. Bum. Ha ha, hoa quả lột vào tay ông rồi. Cho tụi bay khỏi cúng luôn. Ủa, dàn béo bưng đồ lễ đi đâu ấy nhỉ? Cái thằng ấy lúc nào cũng lề mề thế đấy. A-di-đà-phật, bạch sư cụ, chúng con có chút lễ vật. Ủa, dàn béo đâu? Không biết, thiệt là quê hết sức. Không sao, không sao, các thí chủ lên chùa chỉ cần tấm lòng thành là đủ rồi. Mời thí chủ vào trong thắp hương. Cứu, cứu, cứu tôi với. Có kẻ ăn cắp, trong chùa có kẻ ăn cắp. Hả? Có chuyện gì thế? Bẩm, con vừa bị tấn công từ phía sau và bị cướp hết hoa quả rồi. Trời, cướp hoa quả ư? Sao lại có chuyện đó được? Đây là đất Phật, ai dám làm chuyện đó chứ? Con nói thật đấy mà. Hừ, có khi việc này là do một trong các đệ tử trong chùa gây ra cũng nên. Này, sao ăn nói hồ đồ thế? Hi hi, sư cụ đừng để ý tới dàn béo làm gì. Hừ, thí chủ dàn béo đã nói thế thì ta sẽ hỏi cho ra lẽ. Thôi, chỉ là hoa quả thôi mà, bỏ đi sư cụ. Không được, không thể để thanh danh của chùa bị tổn hại. Kẻ nào làm việc đó nhất định phải bị phạt nặng. Tiểu tị, con mời tất cả các đệ tử ra đây. Bạch sư cụ, chúng con có mặt cả rồi. Các đệ tử nghe ta hỏi đây. Vừa rồi thí chủ dàn béo vừa bị kẻ xấu đánh từ phía sau và cướp hết lễ vật cúng chùa. Ta muốn biết ai trong số các con đã làm chuyện đó. Các con phải thành thật khai báo. Bẩm sư cụ, con nghĩ có lẽ là anh Tiểu Càn đấy ạ. Bởi vì anh ấy có hiềm khích với mấy bạn này. Này này, mày đừng có hồ đồ nhé. Mày có chứng cứ gì mà dám nói thế? Tiểu Càn, con có lỡ phạm thì nhận đi, thầy sẽ tha cho. Bẩm, con có làm thế bao giờ ạ? Ừ, thế thì ai chứ? Ừ, cái tên Tiểu Càn này đáng nghi lắm. Để mình vạch mặt hắn. Thưa sư cụ, không cần điều tra nữa đâu ạ. Ở đây không có ai ăn mấy thứ quả đó thì tốt rồi. Chả là có mấy quả lê con để trên cùng là mấy quả lê tẩm độc. Chúng con định biếu nhà chùa để bãi chuột. Con chỉ sợ ai ăn phải thì tồi đấy ạ. Hả? Chết tươi rồi. Oẹ oẹ, con làm sao thế Tiểu Càn? Có phải con đã ăn số lê đó không? Hu hu, con. Hu hu, sư cụ cứu con lỡ dại. Trời, chết rồi, thế thì phải làm sao đây? Ha ha, đúng kế rồi nhé, thì ra anh là kẻ lấy cắp. He he, thực ra chẳng có lê tẩm thuốc độc gì cả, tôi chỉ bịa ra để anh tự thú nhận ấy mà. Trời, Tiểu Càn, sao con lại làm chuyện xấu khổ như thế? Thưa, hắn xấu tính lắm đấy sư cụ đuổi hắn khỏi chùa đi sư cụ. Hu hu, xin sư cụ tha cho con. Đừng tha, đuổi hắn đi. Thôi đủ rồi, cửa Phật là cửa từ bi. Hôm nay là ngày đại lễ Âm Tiêu Dương Thái, thầy sẽ tha cho con một lần, nhưng phải phạt con gánh 20 thùng nước. Nếu con còn tái phạm, nhất định ta sẽ đuổi con ra khỏi chùa. Đa tạ,
đa tạ sư cụ. Bằng tăng không biết dạy đệ tử, mong các thí chủ bỏ qua cho. Hi hi, không sao đâu ạ. Các đệ tử hãy mời mọi người vào trong, chúng ta chuẩn bị thưởng thức tượng Phật. Chết, sắp bị lộ rồi. Không sao, cứ chối phát thế là xong, đâu có ai biết đâu mà lo. Thưa các thí chủ, hôm nay nhân ngày vui, Bằng tăng muốn mời các thí chủ cùng thưởng lãm một báu vật của bổn từ. Xin mời mọi người tới đây ạ. Tiểu thị, mở cửa ra đi con. Dạ. Hi hi, quý vị thấy có đẹp không? Nhưng có gì trong đó đâu ạ. Hả? Trời! Pho tượng đâu rồi? Thế này là thế nào? Thực ra thì mắc cái gì ạ? Pho tượng, một pho tượng bằng vàng do hoàng thượng ban tặng. Trời ơi, mới hôm qua còn ở đây mà. Sao lạ thế này? Thưa, thế có những ai biết pho tượng đặt ở đây ạ? Tất cả đệ tử của bốn tự đều biết. Ồ, thế thì cả cấp có lẽ là một trong số các sư sãi ở chùa. Hả? Hừ. Chính tiểu càng chứ không ai vào đây cả. Phải, chỉ có nó mới dám ăn cắp thôi. Hừ, khai thật đi. Tôi không có. Mọi người có chứng cứ gì chứ? Hừ, con đã lấy thì giao ra đi, thầy sẽ không bắt tội đâu. Hít, trộm trái cây thì có, chứ làm sao con dám trộm tượng Phật ạ? Nếu tượng Phật bị bắt thì lỗi phải ở người trông coi chứ ạ? Cái gì, tiểu tị à? Sao lại thế được? He he, có khi chính nó trộn cũng nên. Vô lý, tiểu tị xưa nay hiền lành, nó không làm thế đâu. He he, đừng có trong mặt mà bắt hình dòng đấy nhé. Tôi quả quyết nó trộm chứ không ai khác. Anh lấy thì có. Mày lấy, anh lấy. Thôi đủ rồi, thật là mắc mặt. Tiểu tị, nếu con có lỡ lấy thì trả lại cho chùa, thầy sẽ không trách phạt đâu. Hu hu, con không có, thầy không tin con ư? He he, lúc nãy thầy bảo ai phạm tội trộm cắp sẽ bị đuổi, thế thầy có dám đuổi tiểu tị không? Ta. Tiểu tị, nếu con không thành thật, ta buộc lòng phải đuổi con ra khỏi chùa. Trời! Hu hu, thầy đừng đuổi con mà. Thôi, con hãy thu xếp. Khoan đã, vụ này không có gì phức tạp, kẻ trộm chắc chắn còn đứng tại đây. Con xin phép sư cụ truy ra thủ phạm. Ồ, con có cách sao? Thế truy tìm bằng cách nào? Bằng cái này đây ạ. Ồ, sợi bắt à? Phải, đây là những sợi bắt có rất nhiều trong chùa, nhưng đây không phải là sợi bắt bình thường, mà là bắt có ma thuật. Ồ, ma thuật. Phải, vì đây là chốn Phật môn nên những sợi bắt này có phép màu. Ủa, sao nào giờ mình không biết vậy cả? Bây giờ con sẽ cắt chúng thành những sợi bắt dài bằng nhau. Sau đó mời tất cả sư sãi ra ngồi tham thiền trước bàn thờ Phật. Mỗi người sẽ ngậm một sợi bắt ở miệng và phải thành tâm niệm Phật. Sau một canh giờ, Phật sẽ làm cho sợi bắt ở miệng cả cấp dài ra một đốt tay. Trời! Có thật như thế không? Cái vụ này có bộ hai à ngang. Chà, khó tin quá. Xin mọi người cứ thử rồi sẽ biết ngay ạ. Sao, mọi người có đồng ý không? Để chứng tỏ mình trong sạch, con đồng ý thử ạ. Còn thế nào, tiểu càng? Cũng được. Chúng con cũng đồng ý. Ha ha, tốt quá, xin mời nào. Bắt của bạn đấy. Còn sợi này là của anh. Chà, chuyện này là thế nào nhỉ? Liệu có linh nghiệm không? Nào, mọi người bắt đầu tham thiền đi. Nam mô, nam mô. Tí à, liệu chuyện này... Hi hi, sư cụ cứ yên tâm. Tên thủ phạm chắc chắn sẽ lộ diện thôi.
Nam mô, nam mô. Để con đi kiểm tra một vòng xem. Ê, dạng béo, sao mắt này hình như đang dài ra thì phải. Ờ, phải ha, hả? À, mà chưa đủ một canh giờ mà. Sốt ruột quá, thôi mình ra ngồi chờ cho đủ thời gian đi. Sợ bắt đang dài ra ư? Chẳng lẽ đây là sự thật? Không thể để bị phát hiện được. Ồ, đang lúc chúng không để ý. Hay là, ha ha, hay lắm, có cách thoát rồi. Đã hết thời gian, xin mọi người nộp lại sợi bắt. Ồ, sợi này vẫn bằng nhau, vậy thì không phải rồi. Của tiểu tị cũng thế, hi hi, con đã bảo không phải con mà. Tiểu Càng, cho xin sợi bắt nào. Đây ạ. Ồ, sao lạ thế này, sợi của Tiểu Càng sao lại ngắn đi một đốt tay. Ha ha, thế là rõ rồi. Dựa vào các sợi bắt thì kẻ trộm chính là Tiểu Càng đây. Hả? Hừ, vô lý, sao lại là ta? Phải đó, sợi này ngắn đi chứ đâu phải dài ra. Ha ha, đúng như thế đấy à. Thực ra chuyện sợi bắt ma thuật chỉ là bị đặt, những sợi bắt này hoàn toàn bình thường. Chuyện sợi bắt dài ra chỉ là giả, dù có niệm Phật cả ngày cũng không dài ra được. Tất cả các sợi bắt của mọi người đều bằng nhau, duy chỉ có sợi của Tiểu Càng lại ngắn đi một đoạn, ấy là do quá lo sợ bị phát hiện, nên Tiểu Càng đã cắn đứt một đoạn bằng một đốt tay, hòng để lúc dài ra sẽ bằng của mọi người. Nhưng không ngờ chính hành động đó đã tố cáo anh ta. Trời, ha ha, hiểu rồi. Hừ, thì ra lại là con ư, hãy mau thú nhận đi. Nếu không thì ta sẽ báo quan phủ, tới lúc đó con sẽ bị tra khảo thì... Hu hu, con lỡ dại, xin sư cụ tha cho. Vậy bây giờ pho tượng đang ở đâu? Thưa con, con... Con giấu dưới gầm kệ đấy ạ. Hu hu, tượng đây ạ. Hừ, thế mà dám đổ oan cho tiểu tỳ. Sư cụ, đuổi hắn đi sư cụ. Phải đó, hắn bôi nhọ nhà chùa thế là đủ rồi. Thật là tai tiếng cho chúng con, hắn nhất định phải đi đuổi thôi. Hừ, chúng mày, Tiểu Càng, con năm lần bảy lượt phạm lỗi, càng lúc càng nặng. Thầy không thể giữ con lại chùa được nữa. Sao? Hừ, đã thế thì ông đây cũng đích cần. Trời, thật là hết thuốc chữa, nhà chùa sẽ không để những chuyện này xảy ra nữa đâu. Hi hi. Hừ, thật là tức chết đi được. Dám đuổi ta hả? Chỉ tại thằng tiểu tỳ đáng ghét, lại còn cái bọn nhóc chết tiệt kia nữa chứ. Rồi sẽ biết tay ông, đồ lũ trọc diều tha quả mố. Tưởng ông cần ở lại cái chùa tồi tàn một nát này lắm hả? Nó lớn giọng chửi rủa ngồi cổng kìa. Thôi mà kệ nó, dù sao thì nó cũng bị đuổi rồi. Chúng mày cứ nghe lời thằng tí chết tiệt đó đi, rồi sẽ có ngày. Ừ, thật là tức chết. Thôi nhìn nó đi. Cái đồ, cái đồ. Có im mồm không? Ta không im thì sao? Được, đã đuổi thì tao đi. Chúng mày cứ ở lại với cái lão già trọc chết bầm đó đi. Cái gì? Thật là quá đáng. Thế này thế nhìn nổi nữa rồi. Hả? Chúng mày định làm gì hả? Ha ha, làm gì à? Cho nó một trận đi anh em. Dạ. Á. À. Chết nè, chết nè. Ặc ặc, cứu tôi. Dừng tay. Hừ, tại sao các con lại đánh người như thế? Cả một đám lại hiếp đáp một người cô thế hay sao? Lòng từ tâm của các con đâu hả? Người xuất gia tại sao hở tí là động tay động chân vậy? Phải biết dùng lý lẽ để khuyến cáo cho kẻ lầm đường chứ. Nói chung là phải biết tha thứ cho chúng sanh. Các con đã nhớ lời ta chưa? Bẩm, nhưng thằng Tiểu Càng nó nói láo lắm à. Nó muốn chửi chúng con thế nào cũng được. Nhưng nó dám gọi sư cụ là lão trọc chết bầm đấy à. Cái gì? Nó dám nói thế sao? Hỗn láo.
quá lắm rồi, để ta dạy ngươi một bài học. Đồ láo xược, đồ cho mày chết nè. Bình tĩnh sư cụ, sư cụ bỏ đi mà.